Hân hoan chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức sao Việt của chúng tôi. Và sau đây là tin tức Mỹ tâm diện đồ sẽ táo bạo khoe vũ đạo ngộ nghĩnh với hit mới, trình làng ca khúc mới với tên gọi Thứ Tha. Nữ ca sĩ khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi thực hiện những động tác vũ đạo nhưng nhiễm cùng vũ đoàn. Tối 19 tháng 12, gala đăng quang trong khuôn khổ chương trình Thử thách cùng bước nhảy, mùa thứ tư đều kết thúc đánh dấu chặng đường hơn 6 tháng ròng rã. Tập luyện tranh tài của các thí sinh đã khép lại. Xuất hiện trong đêm gala với tư cách ca sĩ khách mời, Mỹ Tâm đã lần đầu tiên trình làng ca khúc mới với tên gọi Thứ Tha. Nữ ca sĩ khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi thực hiện những động tác vũ đạo nhuần nhuyễn cùng vũ đoàn. Đặc biệt là phần nhảy thiết hài, hiếm khi người hâm mộ thấy Mỹ Tâm nhảy múa vào đêm qua, họ đã cũng vô cùng mãn nhãn với tiết mục của cô. Mỹ Tâm xuất hiện ấn tượng trong đêm gala đăng quang Thử Thách cùng bước nhảy, họ mi tóc nâu khoe vũ đạo ngộ nghĩnh với trang phục cắt xẻ táo bạo quyến rũ. Ca khúc mới của họ mi tóc nâu đậm chất soulful, có mang chút hơi hướng của nhạc kịch những thập niên trước đây. Và để thể hiện rõ nét điều này, nữ ca sĩ đã phục sức vô cùng quyến rũ với môi son đỏ đầm lệch vai, serin đỏ lấp lánh, sẽ táo bạo cùng mái tóc được uốn xoăn cầu kỳ. Trong suốt phần trình diễn của cô, khán giả tại trường quay không ngừng vỗ tay hò reo tán thưởng. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấp đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.